chờ em trong gió xa. Hello tất cả các bác. Và ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2021. Em tiếp tục lên lắp một bộ karaoke đồng bộ chính hãng của DBL Cotic. Bộ karaoke này trị giá 61 triệu cho một anh trai trẻ tuổi, nhưng mà xây một quả nhà rất là đẹp luôn các bác nhá. Và đây các bác nhìn chiêm ngưỡng. Không gian rất là rộng đúng không ạ? Khuôn viên nhà rất là đẹp. Thực sự là rất là đẹp. Và em mời các bác cùng đi cùng vào trải nghiệm nhá. Và hiện tại thì trần thạch cao đã được bắn ti sẵn các bác nhá, bốn góc bắn ti sẵn và đã được đi dây và ti sẵn, và đây là đồng bộ của chính hãng DBL Cotic. Và cấu hình chơi ngày hôm nay là loa PK12 các bác nhá, hai đôi PK12. Và dây loa đã được đi theo trên trần thả, đi số một góc rất là gọn gàng các bác nhá. Và anh em đang bắt giá và chuẩn bị treo lên ti, và tí cho ti xem các bác cùng trải nghiệm nha. Ok tất cả các bác, và không gian phòng của nhà anh trai nó khoảng độ 48m2, khá là rộng. Và sau khi loa đã treo lên ti, các bác nhìn nó rất là đẹp. PK12 và 4 góc 4 chiếc loa. Rất là đẹp đúng không ạ? Và như tất cả các bác đã biết thì không gian phòng nó khoảng độ 48m2, và hiện tại nhà mới thì chưa có đồ gì cả, và chưa có thảm, chưa có rèm, nên đâm ra là sự va đập nó sẽ vẫn còn các bác nhé. Và một vài ngày tới thì anh chủ sẽ mua thảm và sẽ có rèm thì nó sẽ đỡ được, giảm đi được cái tiêu âm rất là tốt. Và cấu hình sử dụng một súp hơi model là DK115S. Và với thiết bị máy thì sử dụng một con đẩy 4 kênh model là TA408 đánh là full, và một con đẩy 2 kênh của DBL Cotic D2600 bánh chập kênh Bright đánh súp các bác nhé. Và một chiếc vang số đó là S700, một chiếc quản lý nguồn của P102 Pro và một bộ mic G11 của BFA. Ok tất cả các bác, và mời các bác cùng trải nghiệm một bản test nhạc. Và như lúc đầu video đã nói thì không gian nhà mới hoàn thiện xong thì đồ đạc chưa có, nên cái sự tiêu hao âm thanh nó chưa được cải thiện, chưa được tốt cho lắm các bác nhé. Và các bác trải nghiệm anh chủ nhà và đang ngồi hát trực tiếp luôn các bác nhá. Và hello tất cả các bác, và vừa rồi các bác đã được trải nghiệm từ khâu lắp đặt đến khâu hoàn thiện, và sau khi các bác trải nghiệm bộ karaoke, và các bác cần những thiết bị bộ karaoke chính hãng cao cấp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em cửa hàng điện tử Hoài An Audio với số điện thoại 0352 91009, và bên em sẽ mang những giá trị đích thực đến cho tất cả các bác là người tiêu dùng. Một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác.